Úc. Và sút bóng. Một khởi đầu tuyệt vời. Họ đã áp lực đội đối phương ngay từ đầu và đó là bàn thắng từ cú sút đầu tiên của trận đấu. Thiếu kỷ luật. Họ bị bắt bài và cả đội hình dâng quá cao. Một pha dứt điểm rất đẹp mắt. Trải qua một chặng đường dài tới trận chung kết với sự nỗ lực cùng với cố gắng, và đây là những gì họ xứng đáng được nhận. Anh phải nói thêm là